Tiếp tục thông tin liên quan tới nghi vấn gạo ngon nhất Việt Nam như bản tin dòng chảy cuộc sống trước đó chúng tôi đã thông tin. Mới đây, lãnh đạo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã nói về hướng giải quyết. Theo đó sẽ xét nghiệm ADN gạo để làm rõ. Theo vị lãnh đạo Cục Trồng Trọt, các đơn vị tham gia dự thi đều có quyền nghi ngờ. Khi nhận được văn bản chính thức từ ông Hồ Quang Cua, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí tại Sóc Trăng, ban tổ chức sẽ làm rõ về việc này khi tổ chức hội thi, ban tổ chức đã lưu lại mẫu gạo của các đơn vị tham gia dự thi. Nếu doanh nghiệp của ông Cua có kiến nghị, ban tổ chức sẽ lấy hai mẫu gạo đạt giải nhất, gạo TBR39 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít và đạt giải nhì, gạo ST24 của doanh nghiệp Tư nhân Hồ Quang Trí gửi Viện Lúa Đồng Bằng, Sông Cửu Long làm xét nghiệm ADN để làm rõ. Nếu kết quả hai mẫu gạo không có sự khác biệt thì sẽ hủy kết quả. Còn lại, nếu là hai loại gạo khác biệt nhau thì kết quả sẽ được giữ nguyên.